Sáng ngày 21 tháng 10, theo giờ Anh, người hâm mộ của Manchester United đã tiếp nhận một thông tin đau buồn với sự ra đi của Sir Bobby Charlton. Sau 3 năm chiến đấu mạnh mẽ với căn bệnh mất trí nhớ, ông đã ra đi an lành bên gia đình. Bobby Charlton, biểu tượng của sân Old Trafford và của bóng đá Anh Quốc, đã rời bỏ chúng ta mãi mãi. Tuy nhiên, tình yêu và hình ảnh của ông sẽ vẫn tồn tại trong lòng những người hâm mộ đam mê bóng đá trên hòn đảo sương mù. Sir Bobby Charlton đã trải qua những cảm xúc phức tạp khi chứng kiến đồng đội của mình ra đi trong thảm họa hàng không Munich năm 1958. Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi sống sót? Ông viết trong tự truyện của mình. Đó là những lời nói đầy bi kịch và đau đớn trong tâm hồn của Bobby Charlton sau khi thoát khỏi thảm họa Munich. Ông Charlton lúc đó mới 20 tuổi. Anh đồng cảm với những đồng đội trẻ tuổi và tài năng, được biết đến với cái tên thân thương, những đứa trẻ của Busby. Huyền thoại của Manchester United, huấn luyện viên Matt Busby, đã xây dựng một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng dưới một kế hoạch dài hơi để đưa Manchester United trở lại đỉnh cao. Đội bóng trẻ này đã đạt được thành công với việc giành hai chức vô địch quốc gia liên tiếp vào các năm 1956 và 1957. Họ cũng đại diện cho nước Anh tham gia vào cúp C1 châu Âu năm 1958. Tuy sau khi đánh bại Red Star Belgrade ở tứ kết, họ đã gặp một bi kịch trên đường trở về Anh. Tôi đang chơi cho một đội bóng mà cả thế giới đứng dưới chân họ. Và bất ngờ, bạn phải quay về và câu lạc bộ đang đối diện với sự khó khăn để tồn tại. Đó là những thời khắc đau đớn của Bobby Charlton với Manchester United, ông chia sẻ vào năm 2008. Sau thảm họa Munich, Manchester United đã thua trong trận chung kết cúp FA, giành chiến thắng chỉ trong một trong 14 trận còn lại trong giải vô địch quốc gia và đã bị AC Milan loại khỏi bán kết cúp C1 châu Âu. Đội bóng phải đối mặt với thử thách và khó khăn nghiêm trọng. Câu nói, cậu ấy đã ngừng cười, Jack, anh trai của Bobby, tiết lộ. Nhà báo Oliver Hull của Daily Mail đã đánh giá rằng đó có lẽ chính điều này đã khiến ông Bobby Charlton khiêm tốn và không tự đánh đồng mình với những thành công của mình. Cách cư xử của ông luôn thể hiện sự kín đáo và quyết tâm, như để tôn vinh những người đã ra đi. Ông ấy mang theo những ký ức về đồng đội khi trên sân cỏ. Bobby Charlton luôn ghi chiến thắng cho những người bạn cũ, một tấm gương mà chắc chắn rằng họ đã cùng tồn tại. Vào năm 2017, trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80, Bobby Charlton tiết lộ rằng ông vẫn không ngừng day dứt và ám ảnh về thảm họa năm xưa. Hình ảnh đó vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi ngày. Đôi khi tôi cảm thấy hối hận và tràn ngập sự buồn bã vì đã sống sót. Bạn có thể thấy, trong một thời gian ngắn, bóng đá và cuộc sống dường như đã mất đi ý nghĩa. Tôi thật may mắn khi còn ở đây, Bobby Charlton thổ lộ. Bobby Charlton, một phần của bộ ba huyền thoại sau khi trở lại từ thảm họa Munich, Bobby Charlton trở thành đội trưởng của Manchester United và lãnh đạo hàng tiền vệ với sự di chuyển không ngừng nghỉ. Điểm mạnh của ông là đôi mắt sắc bén và khả năng sút xa mạnh mẽ bằng cả hai chân, điều đã tạo nên danh tiếng của ông. Để tận dụng tối đa khả năng chuyền bóng của Bobby Charlton, Manchester United đã đưa về hai cầu thủ tài năng khác là Dennis Law và Jock Best. Họ đã cùng nhau tạo nên bộ ba huyền thoại của sân Old Trafford. Bức tượng United Trinity bên ngoài sân Old Trafford ngày nay vinh danh họ. Trong thời kỳ chơi cùng nhau, bộ ba đã giúp Manchester United giành nhiều danh hiệu, bao gồm vô địch quốc gia vào các năm 1964, năm 1965 và năm 1965, năm 1967, giành cúp FA vào năm 1962, năm 1963 và đặc biệt là chiến thắng tại cúp C1 châu Âu vào năm 1967, năm 1968. Dennis Law, Bobby Charlton và Jock Best lần lượt giành giải quả bóng vàng vào các năm 1964, 1966 và 1968. Với những đóng góp của mình, Bobby Charlton đã đoạt giải quả bóng vàng năm 1966.